khi mình nằm trên giường ngủ thôi, mình thấy hình ảnh nhảy múa trong đầu mình. Đang ngủ đây. Thắt dây an toàn đi và chúng ta sẽ bay đi. Yeah, chúng ta đang đi phiêu lưu. Mỗi khi giường ngủ gõ nhẹ, điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Kiểu du hành yêu thích của mình đó. Yeah. Chúng ta đang đi phiêu lưu. Hãy đi cùng bất giờ Annie. Chúng ta sẽ có một chuyến đi. Chuyến đi tuyệt vời của bất giờ Annie. Chuyến đi tuyệt vời của bất giờ Annie.